Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuanhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. 5 thằng á. À, pheragan, hôm nay có pheragan. Hết chưa ta? Chưa đấy em. Anh sợ kiểu mà cứ bắn được mấy thằng bên team nó, xong còn mấy thằng bên team nó bắt đầu chúng nó rình kinh vãi nồi. Ủa, ai lấy khẩu béo rồi chưa? Chưa, làm gì đã có. Đầy barrel ra mà. Có ít đâu. Ai lấy bằng cái đạn nó nhặt cho này. Lấy rồi. Mita có thính kìa. Lấy cục thính này xong anh em té luôn nhá. Từ anh đang bắn pheragan. Cứ bắn đi. Còn trận này mình sẽ chơi combo sắp lọ luôn anh em nhé. Có ca trời ơi. I got supplies. Trận này thấy đồ xịn đừng có report cho anh nhá. Lấy sắp lọ rồi, anh không lấy bất cứ cái gì nữa. Thì có ốp đây anh. Không, anh không lấy. Ê, 4 đứa nào lấy không? Có. Còn pe này, tay cầm này. mẹ đuôi đó thì cứ đưa em vứt khẩu gì lấy khẩu sóc lọ đấy. Anh chả vứt được gì, từ nãy giờ anh vẫn cầm sóc lọ mà. Đấy, X4 này, đó. Còn nước anh cần chăn. Không. Anh nhiều lắm. Này, đàn chăn này. Sao nhiều ấy? I got supplies. Vứt khẩu gì ấy sao? Cái đệt. Em nhiều lắm mà em nhặt không một suất cái nào cả. Vãi nhiều. Đâu, hỏi là vứt khẩu gì ấy. Đây, có lấy không cho anh. Nếu có AUG. Nãy em lấy bên SK. Ok. Đi thôi. Nó không chê à? Xóa đồ này em ơi. Có nó. Anh bên này xanh a đây là 7 xóa. Rồi thế thôi anh bắn đạn 7 luôn để em đẩy qua. Đây đạn 7 đây này, đây đạn 7 này. Đạn 7 đấy, đạn 7 bezel ở đây luôn. Enemies ahead. Quên. Đạn xanh ngoài. Ui, rút hết mất rồi. Sao anh muốn lấy đạn gì? Đạn 7 đây này. Enemies ahead. Thôi anh đủ rồi. Ủa X3 đây này sói. Lấy đủ cho chứ đừng lấy thừa. Form up on me. Anh chỉ cần đủ, anh không cần thừa. Đạn vàng này anh để đâu không? Anh ping lại đây, ngay cạnh nhà kho. Thôi lấy vừa đủ cho các em. Có nước không? Cho em xịt lon đây mọi người ơi. Có nước. Có đây. Không có xe này. Ngồi lấy mà nước mới nôi. Có cái xe thằng kia đi anh. Nó là Bắc Ghi. Sao bắn khẩu gì với khẩu gì em? Bè rồi với ca. Lên xe. Ủa cái này anh lấy đạn xanh là lấy xuống gì? Nó cứ thích cầm đạn xanh thôi em. Cầm đạn xanh vì đam mê chứ có bắn đâu. Đậu phộng. Bắn toàn đạn vàng, một đạn xanh vứt ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đủ má con cá. Thôi thôi xong. Hai trưởng. Xanh này anh Tuấn. Ok. Đây em đưa cho đạn tăng lên. Lên nào. Thằng sói đi á, chỗ sói em vứt hết rồi đạn xanh rồi mà. Chơi một game mà từ trên xuống dưới toàn biểu ách. Chơi sương từ mùa 2 đến giờ mới bị nói á. Nả ní. Ok, chào Gin nhá. Vào dồ quá mà. Cầu có ai không ta? Ui, đậu phộng. Nhìn cái bo kìa. Bo gian đùm vãi nồi luôn đấy, 50-50 kìa. Hình như có team chặn cầu em ơi. Nhìn có mắt đi. Anh đi qua kia kìa, nhìn thấy Thính không? Đấy tà quá. Xa gì gần mà. Tính đó gần vãi nồi ra ấy. Kìa, có thuyền đi lên bờ kìa. Chắc là bắn ở bên Vita ấy. Cục tính này cục tính khác em ạ. Vừa rồi anh thấy nó bắn ở bên Vita có một cục tính. Một cục tính đấy bắn lâu rồi, chắc là tắt nắng từ lâu rồi. Vào đây chết cho anh con người. Vào đâu? Vita. Ê, nói nha. Em ơi, bắn đây. Ok. Hợp lý luôn. Có tiếng xe. Kéo chết vậy vô lý vãi nổi. Lên đi luôn. Lên. Ok hay lắm. Ga. Lên xe. Bấm để còn thằng xe thôi, ở đây hết hai nào rồi. Có một chiếc Quad đang chạy trước mặt. Enemies ahead. Lên xe đi cả, lên xe. Thôi em phải đứng cho em rồi. Lên xe cả. Thôi, để trả lụa. Kìa nó kìa. này cất súng sao anh ạ? Trời ơi, thằng cất thằng bắn sợ bỏ mỡ không được ấy. Ốp này, lấy đi. Em có rồi. Cất thì cất đồng loạt, có thì có, đã đồng loạt đây đậu phòng. Thằng thì cất, thằng thì không. Sợ cái nổi giết hết. Dư ốp nha. Có con quát nữa đây. Anh nhá. Biết rồi. Này thấy có team UAS rồi. Biết rồi, nó đi ở đoạn này. Enemies ahead. Quay lại lút cái M4 này. Hai thằng đều có ốp à? Dạ. Không, em có ốp từ trong cảng cơ. Thế thằng xoáy tỉnh chưa? Quá lại rồi game nữa chứ. Xuống nhặt ốp đi xoáy ơi. Xuống nhặt đi, ốp đi. Đây ốp ở đây này, nhặt ốp đi các bạn. Đấy, anh vứt hết ra rồi đấy. Ngay cạnh em đấy. Đây rồi. Chặt bóng à, trước mặt kìa. Ủa, có xe nữa không? Bắn đi. Ui. Nó quay lại. Còn một thằng nữa thôi đúng không? Cứu gà đã. Cứu gà đi. Anh che mắt nó cho. Cái để trả lụa rồi ơi. Đánh ngay phải. Vai nổi. Nó có bò vào cái xe. Để tôi thua. Lô cái bồ ấy, nó lô anh ạ. Lô còn quà. Em nốt lần 3 hay lần 2 gì đấy em? Thật ra lần 2, lần 1, nóc lần 1. Đâu? Bom anh ơi. Đợi tí nha cả. Còn 1/3 máu nó thôi nha anh. Ok. Rồi bố, nằm xuống nhá, nằm xuống chứ đừng đứng nhá. Đứng này anh không đỡ nữa. Thằng sói thể nào nó cũng gì bọt anh giết nó. Lúc cái sai lầm vãi nồn. Nó vẫn ở cây hả anh? Anh không biết. Đá khói thì làm gì còn biết chúng nó ở đâu nữa. Cái gì đấy? Em đáp quay lại với anh. Em lấy cây này luôn nhé. Này, lùi ra lấy cây luôn. Lấy cây anh đang đứng ấy. Chứ thằng em nóc nó cứu được rồi ta. Em nào nóc được thằng nào? Có em nóc được một thằng. À nóc thằng xe à? Chắc nó cứu được rồi đó. Anh chạy này mà nó không bắn anh này. Nãy thằng kia nó kêu là alo. Nó chạy vậy? Quen. Enemies ahead. Ủa thằng này đâu ra mà chạy đấy rồi đây? Không biết. À rồi, chúng nó chạy rồi. Có chứ mình cũng đi mình tìm xe nhỉ? Em ơi, đi thuyền đây. Xe đây em có xe đôi này. Ok, để lấy xe đôi. Lấy được xe đôi chưa em? Đang đi ra đường đấy. Anh lấy xe đôi hay xe 4? Đây có xe đôi. Lấy xe đôi cho mình thông cầu luôn. Nguy hiểm vãi. Lên bắt nó không? Lên bắt nó nhá. Còn 1 phút nữa mà thoải mái. Nó ở đoạn này này. Em đây có lắm. Không. Có xe kìa. Đây đây bên này. Enemies ahead. Mua xe mà sấy được thì ngon. Lên em. Nó ra lấy thuyền, nó ra lấy thuyền. Nó lấy thuyền nó. Nó lấy thuyền, thật ngon ngon em ạ. Nó lấy thuyền lại càng hay. Nó lấy thuyền là nó chết chắc. Nó chết rồi anh ạ. Nó lấy thuyền là nó chết rồi. Lấy thuyền nó u người rồi. Kìa anh kìa. Em ơi, trúng đầu rồi. Rồi nổ rồi. Anh em quay lại nút đi đầu. Ok, chắc chắn rồi. Đi thuyền với chúng tôi này. Đúng đồ thôi. Ngon quá. Thề luôn bọn này nó cũng có 2 người sao nó bắn nhát nhở. Nó biết anh. Nên nó mới nhát. Thôi anh bắn ốp nhá. Đậu phộng. Đấy, 2 khẩu luôn đấy, em vứt hết rồi. Sói nó rủng rồi. Bắn ốp đi cho nó lành. Cho nó lành canh. Anh giết đạn đấy. Thôi, anh chẳng có đạn. Ui, vãi nồi 40 viên đạn ốp. Đây. Ôi, rồi. Tem này vẫn ở đây anh ơi. Đây, cái thằng đầu tiên em nóc nè. Nó vẫn đang ngồi ở xe nãy giờ nha. Tem đấy tem phát. Cao rồi, nó đang nóc rồi. Bán rồi, nãy giờ vẫn cứu nữa, đậu không. Chém trâu. Không bao giờ trúng được, yên tâm đi. Em bấm trong phớt em anh lên luôn này, không còn muốn máu, ok đâu. 4 3 2. Nhanh lên em ơi, bom. Luôn em ơi, bơm máu nhanh, bom cuối. Đang bơm. Bọn này thốn lắm, đậu phộng. Qua bọn này bắn được. Tất nhiên là bơm được nhưng mà bị bọn cầu nó chặn là mình hết đường chạy ấy, hiểu không? Cái nguy hiểm là bọn cầu nó chặn là mình chết. Còn cái cầu lên thuyền không anh? Anh thích đi cầu hơn. Anh đi thuyền. Cầu cũng đi được rồi. Đi được không? Đi. Lấy thuyền thì ngon hơn đấy, anh nhìn bao kìa. Cứ nghe anh, đi cầu ngon hơn. Đi. Rất nhiều máu quá. Cuốn băng đít đi kìa. Anh nhìn không? Có thằng chặn. Có thằng chặn em ơi. Em có ghen cái xe vào 3 thằng. Đừng phá xe tao. Làm ơn. Một thằng cái xe nha. Lên xe. Kệ mợ chúng nó luôn nhá, kệ nhá, không bắn. Kệ. Còn. Ở lại đi các bấy về. Ok, đây từ. Nó còn có một chút lố em hiểu không? Nó còn hơi lố. Nó còn sẽ mất cuối chừng cầu ấy đó. dưới chân cầu em ơi. No. Ngay dưới. Ở gần cái núi ấy. Đây này. Enemies ahead. Bọn nó chạy này. Thôi em ơi, kệ. Bo cuối. Mình không chơi. Kệ nó. Nó chết bo mình, nó kéo theo mình đấy. Đi mau. Bye bye. Ôi no. Thôi đừng làm như thế mà dễ tha nhau. Anh Phi vào khu nhà luôn nhá. Hình như khu nhà có người. Em bắt cha mình nhá. Biết cứ dừng lại. Kinh vãi nổi, sợ vãi nổi. Gà sợ không? Gà nghĩ quả đấy chết không? Không. Em nghĩ là cái lúc mà kia em có tưởng cái cháu em chơi zoom mà sao bắn nó giật vãi. Đây. Đi không? Ừ. Từ đã. Em có đạn xanh em cho biết về đạn xanh. Anh còn 40%. Đây. Thôi đưa hai khẩu rồi. Em ơi, lấy Dacia đi cho nó an toàn. Con xe đấy khó drip á. Xem thằng nào chạy ngoài bo không nè. Ôi chạy bỏ. Để xe đi đứa này. Không được. Nhòn. Nổ rồi, lấy con xe máy thôi em ơi. Nữa đi. Bây giờ anh em mình vấp phải cái vấn đề là anh em mình hết máu, à hết đạn, thiếu phải là hết máu. Còn mẹ nó cay thật. Lút đi gà. Nhanh. Từ gà ơi. Không đã. Ok đấy. Từ anh này làm tất con xe này bây giờ là vật máu của mình ấy, lủng mất con xe này là coi như là chúng ta là ăn shit. Ngoài này chưa cái mũ ba nhá, mũ ba thì em không cần, anh cần giáp cơ. Ốp tiếp anh này, ốp thì không cần rồi, cần có 40 lần ốp. Làm sao để nhảy lên đây nhỉ? Kìa anh ơi. Enemies ahead. Một viên. Mình vẫn trong bo em ơi, cứ bình tĩnh. Nó vẫn đứng ở đấy, nó đang khều mình ấy. Bắn cho bọn nó biết thế nào gọi là tác hại của việc khều mình đi. Nhiều đạn xanh là spam được ngon này. Phải có nhiều đạn xanh cơ. Hay anh em mình ra cái khu nhà ở đâu này lút. Enemies ahead. Hợp lý ấy. Thì anh phải thêm một chút đạn xanh nữa. Nè, không tính một cổ. Anh ơi, chạy hộ anh ơi. Ui, vãi nồi. Kho đạn của anh em mình, kho đạn. Trong đây có người. Một thằng. Hai thằng. Nhà mình đi. Ok em ơi, còn một team nữa thôi. Có đạn tài không? Vào anh ơi. Con lấy cái nhà bên kia. Kìa. Có đạn xanh không? Đâu rồi? Gà đâu rồi? Ôi sao? Đây. Sao một cái thỉnh thoảng em lại im vậy? Anh hỏi có đạn xanh không? Bên này nhiều lắm nhưng mà anh không chạy qua được đâu. Cũng không nhiều đâu, quên em có 100 viên à. Ủa mình ngoài bo hay sao anh Tuấn ơi? Hoài thì anh cũng chịu. Anh cover này, em đẩy cái thằng trước mặt này, anh cover cho em này. Ok. Em đẩy đi. Quay về với anh. Ui, nó đến rồi, sau lưng em. Để tiếp thế. Ui sao bạn pha đấy anh bị một thằng nào ở đâu bắn đấy. Khó vãi rồi. 3001 đam vãi rồi. Trời ơi. Kiểu thiếu đạn bắn nó không tự tin luôn đấy. Trời ơi. Đấy, anh em thấy chưa, thiếu đạn là nó mất sự tự tin lắm chứ. Nếu mà quả đấy mà có đạn là anh em đứng ở đấy nhây với chúng nó là được rồi. Team này bắn cũng bình thường mà bọn này cũng bị anh em mình cày hết giáp rồi đâu nữa. Giáp mũ, giáp miếc cũng cày hết rồi. Tiếc.